còn cái thứ hai cái mặt hàng đến từ đâu hoặc là chính quyền đến từ đâu, ví dụ như thành phố Vĩnh Long hay những cái đầu ví dụ như đó lên tới là Vĩnh Long, ai ngờ sẽ là An Giang, Tân Kỳ, Tân Cần, thì đang đi chợ nổi chơi này, chợ nổi cái răng à. Toàn củ đậu nhiều hơn này, ta treo củ đậu thôi. Sau bên này quay thì mới nhìn thấy, thì là mới nhìn thấy các thứ. Rất là bảo là chợ nổi này rất nhiều dây gà khoai lang nha, còn thấy treo khoai lang nhiều nữa này. Thank you.
Mình nếu mà mình không uống huyền tiếu thì bảo đi luôn. À mà cái gì cà phê uống không? Thank you.